Taeyeon tên thật là Kim Taeyeon, cô lần đầu ra mắt công chúng vào năm 2007 dưới vai trò trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của SNSD, một tên tuổi vẫn luôn làm mưa làm gió trong làng giải trí xứ Hàn từ xưa đến nay. Không phải ngẫu nhiên mà SNSD có được vị thế lớn lao như hiện tại, cả nhóm đã trải qua rất nhiều khó khăn, áp lực và trong những ngày tháng ấy, sự dẫn dắt của Taeyeon đã giúp các cô gái mạnh mẽ đứng lên để rồi không ngừng tiến về phía trước. Là người đứng đầu nhóm nhạc đình đám thế hệ thứ hai K-pop SNSD, Taeyeon là một cái tên đã quá quen thuộc với mỗi người yêu âm nhạc khi nhắc đến các tên nữ ca sĩ tài năng của K-pop. Đã hoạt động 10 năm trong nghề và trải qua hơn rất nhiều sóng gió trong con đường sự nghiệp của mình. Taeyeon giờ đây đã có một chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả nhờ giọng hát truyền cảm và phẩm cách vô cùng tốt đẹp, đáng ngưỡng mộ của một nữ ca sĩ. Taeyeon, nhân cách vàng, thủ lĩnh vàng của SNSD. Hành trình vượt qua áp lực. Sẽ không dễ dàng để tìm ra một thần tượng có thể thẳng thắn, dứt khoát và cứng rắn bày tỏ quan điểm cá nhân như Taeyeon khi mà cô mạnh mẽ khiển trách nhà đài không quan tâm đến việc hỗ trợ nghệ sĩ ngay trong buổi phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Năm 2011, khi SNSD đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Taeyeon đã không ngần ngại đánh cược vị thế của mình khi đâm đơn kiện công ty SM Entertainment vì muốn thay đổi điều khoản hợp đồng và sẵn sàng lên án họ trên chính tài khoản cá nhân. Việc Taeyeon đáp trả những bình luận tiêu cực cũng xảy ra rất thường xuyên, thế nhưng cô không gay gắt hay dùng ngôn từ thô tục mà chỉ mỉa mai nhẹ nhàng và thậm chí, nữ ca sĩ cũng chẳng ngại chửi thề để thể hiện thái độ với những kẻ luôn căm ghét mình. Nếu là một người theo dõi SNSD đủ lâu thì hẳn sẽ không thể quên được sự kiện Dream Concert năm 2018 khi các cô gái phải hứng chịu biển đen im lặng, nỗi ám ảnh vô cùng to lớn đối với người nghệ sĩ. Dù vậy Taeyeon ngày ấy vẫn thẳng thắn chia sẻ, nếu bạn thật sự ghét SNSD, chúng tôi sẽ không đổ lỗi cho bạn vì mỗi người đều có sự lựa chọn riêng của mình. Giờ đây, sự tĩnh lặng đáng sợ của khán giả năm nào đã hóa thành biển hồng lấp lánh, luôn sẵn sàng bao vây và bảo vệ lấy người trưởng nhóm tuyệt vời Kim Taeyeon. Không phô trương, không ồn ào, Taeyeon cứ thế lặng lẽ trở thành chỗ dựa cho SNSD tiến thẳng về phía trước. Bên cạnh những lịch trình cùng nhóm thì Taeyeon ngày càng khẳng định bản thân với những bước nhảy giọt đáng chú ý trong sự nghiệp đơn lẻ của mình. Chinh phục khán giả bằng âm nhạc của riêng mình. Năm 2015, Taeyeon chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo cùng ca khúc I thuộc album đầu tay, một sản phẩm đã nhanh chóng trở thành cơn bão càn quét tất cả các bảng xếp hạng trong và ngoài nước. Bài hát là lời tâm sự về câu chuyện cuộc đời của mình do Taeyeon tự tay viết nên, tái hiện những áp lực mà cô phải hứng chịu trong nhiều vụ bê bối trong quá khứ để rồi rốt cuộc Taeyeon vẫn chỉ là Taeyeon, một nữ ca sĩ trẻ dùng giọng hát để chinh phục tất cả mọi người. Có lẽ cũng vì đã trải qua quá nhiều tổn thương và cay đắng nên Taeyeon luôn biết cách xoa dịu nỗi đau của người khác. Sẽ chẳng e ngại khi nói rằng âm nhạc của Taeyeon chính là liều thuốc cứu rỗi tâm hồn rất nhiều người khỏi những hố sâu tuyệt vọng. Chính bản thân Taeyeon cũng đã từng thừa nhận, ca hát là điều duy nhất tôi có thể làm tốt. Quả thật, Kim Taeyeon tỏa sáng nhất, lộng lẫy nhất là khi được đứng trên sân khấu tự tin có tiếng hát của mình và sưởi ấm trái tim của hàng triệu con người đang lạc lối trong những bế tắc cuộc sống. Từ một cái tên luôn phải nhận sự chỉ trích, Taeyeon đã trở thành một trong những nghệ sĩ solo xuất sắc nhất K-pop với bản thành tích đáng nể phục và cô chính là nữ thần tượng đầu tiên vinh dự cầm trên tay 3 giải thưởng âm nhạc danh giá tại lễ trao giải Seoul Music Awards. Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều người đã phải thừa nhận rằng ban đầu họ rất ghét Taeyeon và không ưa nổi những gì cô làm nhưng càng về sau, họ càng ngày càng bị giọng hát của Taeyeon chinh phục hoàn toàn để rồi trở thành người hâm mộ thứ thiệt. Taeyeon, một nữ thần tượng mạnh mẽ, kiên cường. Những thành công vang dội mà Taeyeon có được sẽ khiến nhiều người lầm tưởng rằng con đường chạm đến đỉnh cao của cô nàng dường như rất dễ dàng và êm đẹp, thế nhưng một khi đã là người của công chúng thì chẳng ai có thể tránh khỏi những biến động trong sự nghiệp. Tiêu biểu phải kể đến tin đồn hẹn hò với đàn em nổi tiếng Baekhyun, EXO, thời điểm mà Taeyeon luôn phải thu mình vào trong đám đông cùng gương mặt cúi gằm, dáng vẻ tiều tụy không dám đối mặt với ống kính. Taeyeon đã nói không biết bao nhiêu lời xin lỗi đến người hâm mộ, đến những người đã bác bỏ tình cảm của cô và cuối cùng, một mối tình chưa kịp nở hoa đã chóng tàn trước sự phản đối quá lớn từ công chúng. Đến khi Jessica, một thành viên của SNSD bất ngờ tuyên bố rời nhóm thì Taeyeon lại một lần nữa bị mang ra làm đối tượng chỉ trích đầu tiên và dù có giải thích như thế nào đi nữa, cô vẫn bị gán cho cái danh cầm đầu tẩy chay người bạn cùng nhóm. Từ việc tỏ thái độ với tiền bối, vứt thư của người hâm mộ và thùng rác hay mắng chửi các thành viên khác rồi rượu chè bê bết, không có chuyện xấu nào mà Taeyeon chưa từng bị dư luận dùng làm cái cớ để mắng chửi. Thế nhưng sau tất cả, những thăng trầm ấy vẫn không thể quật ngã một Taeyeon luôn kiêu ngạo với tài năng âm nhạc của mình, bấy nhiêu tai tiếng và lời xì xăm từ dư luận là bấy nhiêu lần người ta thấy cô gái nhỏ sinh năm 1989 lại đứng lên đầy kiêu hãnh và không ngừng thành công.
Trước những chỉ trích gay gắt của cộng đồng, Taeyeon chỉ tập trung vào việc mình làm tốt nhất và liên tục phát hành vô số sản phẩm âm nhạc để rồi chứng minh cho mọi người thấy sự mạnh mẽ kiên cường của bản thân bằng những thành tích khủng mà cô gặt hái được. Không chỉ sở hữu tư duy độc lập trong âm nhạc, Taeyeon còn là một cô gái rất bản lĩnh ngoài cuộc sống khi thẳng thắn công khai ủng hộ LGBT trong tình cảnh đất nước còn mang định kiến nặng nề với các mối quan hệ đồng tính mà bản thân cô lại là một thần tượng nữ. Tuy nhiên, vẻ ngoài càng mạnh mẽ và tỏ ra kiên cường bao nhiêu thì nội tâm lại càng yếu đuối, sắp sửa vỡ tan thành từng mảnh vụn bấy nhiêu bởi Taeyeon cũng đã không ít lần thừa nhận mình đang phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm từ những vết thương tâm lý nặng nề. Thế nhưng, cuộc đời vẫn không ngừng khắc nghiệt với cô khi liên tục mất đi người thân. Ở tuổi 31, Taeyeon đã có nhiều năm lăn lộn trong ngành giải trí xứ Hàn và cũng với ngần ấy thời gian, cô đã trải qua đủ mọi khó khăn vất vả cùng loạt bê bối chấn động, thế nhưng bao nhiêu đó vẫn không đau lòng bằng việc mất đi những người cô yêu thương nhất. Năm 2017, tin tức về nam ca sĩ Kim Jong-un của nhóm SHINee qua đời đã làm chấn động toàn bộ làng giải trí và đó cũng là lần đầu tiên hai từ trầm cảm trở thành nỗi ám ảnh nặng nề của biết bao nhiêu người. Người em gắn bó với Taeyeon từ những ngày còn là thực tập sinh không tên tuổi luôn cổ vũ cho cô hết mình, người em mà Taeyeon tin tưởng và yêu quý nhất đã vĩnh viễn rời xa thế giới. Trong tang lễ của Jong-un, người ta thấy một Taeyeon gần như ngã quỵ theo những bước chân cuối cùng của người em thân thiết, đôi mắt đỏ hoe vì đã phải khóc quá nhiều và phải tựa vào các thành viên SNSD bên cạnh mới có thể đứng vững. Sự ra đi của Jong-un chính là ngọn gió đầu tiên khiến mặt nước vốn đã phẳng lặng từ lâu trong tâm hồn của Taeyeon bỗng dưng gợn sóng. Khi ấy, điều người hâm mộ mong mỏi nhất chính là Kim Taeyeon có thể đủ mạnh mẽ để đứng dậy và bước tiếp. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì tháng 10 năm 2019, Taeyeon lại một lần nữa trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất vì tin tức Choi Soo-li, cô em gái thân thiết của Taeyeon ở SM Entertainment, cũng lựa chọn cách tự kết thúc cuộc đời và ra đi mãi mãi. Vào khoảnh khắc ấy, người ta cũng không ngừng tìm kiếm Taeyeon và lo lắng rằng cô ấy hiện giờ ở đâu, có đang ổn định hay lại trốn trong một góc khóc một mình. Nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng tất cả đều được đáp lại bằng sự im lặng của nữ ca sĩ. Nhân ngày sinh nhật thứ 31 của mình, Taeyeon quyết định phát hành ca khúc mới với tên gọi Happy để dành tặng người hâm mộ. Những tưởng đây sẽ là một dấu hiệu tốt khi Taeyeon đang dần tìm lại niềm vui trong cuộc sống, thì một lần nữa sóng gió lại ập đến. Người bố mà Taeyeon luôn yêu thương kính trọng cũng là người chưa bao giờ thôi ủng hộ con gái trên bước đường âm nhạc, đã vĩnh viễn nói lời tạm biệt. Bao nhiêu kế hoạch được chuẩn bị bỗng chốc tan tành, mọi dự định đều hoãn lại vì Taeyeon phải ngay lập tức trở về nhà. Bố mất chưa được một tuần, cộng đồng người hâm mộ lại tiếp tục dậy sóng khi nhận tin bà của Taeyeon qua đời. Chuỗi ngày đau buồn của cô nàng cứ thế liên tục nối đuôi nhau ập đến khiến ai nấy đều bàng hoàng không nói nên lời. Ca khúc Happy dự định sẽ là một lời động viên đến bản thân mình, nhưng có lẽ bài hát hạnh phúc này sẽ khó để Taeyeon cất thành lời khi mà hiện tại những tổn thương và nỗi buồn vô hạn đang ngự trị trong tâm hồn của cô gái trẻ. Hy vọng rằng từ nay về sau khi nhắc đến Kim Taeyeon, mọi người sẽ được nghe về những câu chuyện vui chứ không còn ngập tràn trong nước mắt. Người hâm mộ vẫn đang mong chờ từng ngày để thấy cô gái mạnh mẽ Kim Taeyeon trở lại. Để có được vị trí như ngày hôm nay, thật sự Taeyeon đã hy sinh và đánh đổi rất nhiều. Trải qua hơn 13 năm hoạt động nghệ thuật với biết bao áp lực, chỉ trích, thất vọng và nỗi buồn, thế nhưng chưa một lần Taeyeon phải từ bỏ. Rồi người ta sẽ lại thấy một Taeyeon đứng lên, vượt qua những khó khăn và tiến về một tương lai tươi sáng. Các bạn đang xem video trên VGT và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.